Con man phai nó lên AP kìa. Ở cái gì mà cái gì? Aulin, si Aulin, bố láo, sợ mà chết mà mà liền luôn. Như nào? Tao cầm tay le, mày có cầm tay le không? Không chứ gì? Không thì thọt đi. Thứ cầm thiêu đốt mà còn chết. Farm một con rip, nhiều vãi lin. Quay gì tao? Theo mày cái nè. Ao, ao, chủ bắn. Rồi, rip bắn chết nè, rip bắn chết nè. Chết cụ mày nè. Sáu quy đủ tiền mua thử kiếm, ngu gì không gõ. Chết cụ mày nè. Rồi farm có 4 con rip luôn. Farm có 4 con rip luôn. Farm 4 con rip lận luôn á, nhiều vãi. Hay các bạn team mình có 5 người, team mình là Zero Nine. Ngu này. Thích chơi kiểu đó hả? Thích chơi kiểu đổi mạng hả? Tao chơi với mày. Thằng này thích chơi kiểu đổi mạng vãi. Nó lên AP á, nó quy thốn vãi ra, nó cầm thiêu đốt nữa. Farm có 9 con rip thôi mà hộ báo vãi. Ván này á, 400 quy, 500 quy gì đó là được rồi. Không biết nổi 500 không. Giờ mày sao? Mày có quần què gì tao? Thích cấu máu nhau không? Một xíu nữa, một khi anh làm gì? Làm gì? Tính làm gì? Hả? Sao?
sao lên? Ủa mày đợi level 6 nãy giờ? Mày đặt láo chó hả mày? Tao là chó đây. Mày dám láo với chó hả? Giờ tao hồi tao le nữa rồi nè, mày chơi sao? Đéo phải về. Đi ra nó xấu rồi đi về. Nó tông thí mọi ai vậy. Về xong tay lên. Giờ mình cấu máu đi. Tuổi liền cấu máu luôn. Giờ tuổi liền mà cấu máu luôn. Tuổi gì mà đòi cấu máu anh? Hồi chiêu anh đã đủ thì lấy gì cấu máu? Hả thằng nhóc? Hả thằng nhóc? Cái gì thằng nhóc? Lấy cái gì cấu máu được anh bây giờ? Hả? Nguy tới bây giờ. Ui, tới bây giờ mới cấu được máu hả? Gõ cho mày cái nè. Gõ cho mày cái nữa nè. Gõ cho mày cái nữa nè. Gõ cho mày cái nè. Gõ cho mày cái nè. Đánh thường cái nè. Gõ hút máu nè. Rồi không chết. Rồi chết luôn nè. Mẹ tử không chết. Ôi team mình ăn trụ ở dưới luôn. Nghe mày 500 vui. Rồi, 10 được giáp khám phép luôn. The past is a tapestry of what lies ahead. An enemy has been slain. Shut down. Killing spree. Chúng mình phải AP làm được cái gì? Mà phải AP giờ mẹ quy đến Tết mới chết được anh. Tết năm sau luôn. Nhà không có tư cách giết anh đâu. Nó lại tôi kìa. Hai mượn ông ấy rip vậy? Để hàng rip với tôi. Mẹ nó bắn 400 quỳ với nó. Phá vãi.
phá vờ lờ. Lên level 10 là đủ hồi chiêu rồi. Đó. Thì nó lo nó ganh tôi không mà, Khazix nó ganh tôi nãy giờ nè. Nó ganh team được mình được có mạng, nó ăn rồi nó ngủ như này nè. Thế man phai thì làm được cái gì? AB. AB mà còn phế. Tông ai chết. It is never. Nhìn vậy chứ vẫn được 500 quy đó. Lên đây mà chịu không? Muốn làm gì làm đi. Dâm tôi kìa. Bớ ra nó hiếp dâm. Bớ người ta có một vụ hiếp dâm trên top. Lên hiếp dâm tao chi vậy? Tao farm xong lính rồi thôi. Giờ tao tele tao farm tiếp. Kéo trắng. An enemy has been slain. Bay ram bay luôn. Unstoppable luôn. Farm 50 con unstoppable. 500 quy thừa. Đây mày cả năng hậu cái.
đâu. Thí sinh tiếp theo. Chết không? Mày chết không? Là team, cả cái team mà có chết không? Chết không? Chết không? Chết không? Chết không? Chết queo hết luôn. Trời ơi. Đánh tao chi là chết queo hết luôn. 500 quy thừa sức cản không có được đâu. Kéo hết cả team lên chết hết luôn. Ôi lên gì đây, Lương Hương sôi sục búp chai vậy. Mày có chiêu gì búp không mà lên Lương Hương vậy. Thừa sức 500 quy mà. Bò. Cho trưởng chuyển thoải mái. Good boy. Cái tội lên AB này. Nó bán cho sách mặt lòng. Quý mẹ rồi. Jin đánh về bình thường á, thậm chí là hơi gà. Đang xanh mà hơi gà. Thôi giờ là tốt rồi, anh này giờ là ghê lắm rồi. Hai cái thằng kích bò mà e mày. Đồ kích bò. Phân bò này. Night.
mới đánh cái đủ, đánh cái chết mẹ mày coi. Má hai thằng AB nó spam tôi điên luôn, không chết. Nó spam muốn bị khùng luôn mà không chết. Thí dụ lên thấy cái mũ thích nghi á, spam tới bây giờ chết kìa. Nhà nó bắn bị điên rồi đó. Classic ông chơi hy sinh vãi. Legendary. Má không được chơi IRE chán quá. Má không cho tôi chơi IRE. Shut down. An ally has been slain. Nè mấy thằng cứt bò, đánh đi nè mấy thằng cứt bò. Enemy has been slain. Tana bắn mỏi tay. Ông chết ông bắn mỏi tay lên. Ông được chơi IRE buồn ngủ quá rồi. Cho tao chơi IRE một ván đi.